Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Một số thông tin chính sẽ có trong chương trình. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2020. Lãnh đạo tỉnh thăm chúc mừng các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 10 năm chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 3 khóa 9 với hình thức trực tuyến toàn quốc. Tại điểm cầu trung tâm có sự tham gia của ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại điểm cầu Quảng Nam có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tham dự. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020, báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các dự thảo báo cáo chuyên đề năm 2020, công tác mặt trận cả nước đạt được nhiều kết quả thiết thực, như kịp thời giải ngân trên 12,9 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 12,4 triệu người dân và gần 21 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vận động tiếp nhận tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền trên 350 tỷ đồng để cứu trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai. Qua chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo đã vận động được 2.400 tỷ đồng. Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc về công tác đối ngoại của Quảng Nam. Quán triệt chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, Quảng Nam đã chủ động tích cực triển khai đồng bộ các hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập, khai thác hiệu quả các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác nước ngoài, tranh thủ thu hút nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với 12 đối tác địa phương nước ngoài và đang vận động thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Shiga, Nhật Bản và vùng Gabala, Cộng hòa Azerbaijan. Tại buổi làm việc, Quảng Nam cùng kiến nghị Bộ Ngoại giao quan tâm phối hợp tạo điều kiện giới thiệu để tỉnh có thêm cơ hội tìm kiếm các dự án đầu tư tiềm lực nước ngoài, ủng hộ để các tổ chức quốc tế tài trợ các dự án ODA mà Quảng Nam kêu gọi, hỗ trợ Quảng Nam tham gia các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa quốc tế. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 12 năm 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ trì phiên họp. Tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phiên họp đã tập trung đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Theo đó, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 được tổ chức trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 12 năm 2020. Tại kỳ họp này đã xem xét cho ý kiến 30 nội dung và thông qua 11 nghị quyết, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị. Nội dung trình kỳ họp cơ bản chu đáo, đảm bảo trình tự thủ tục quy định. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Văn Việt Cường yêu cầu các đại biểu, sở ngành rút kinh nghiệm trong việc trả lời chất vấn và trọng tâm hơn các nội dung trong các kỳ họp tiếp theo để đề ra giải pháp hướng khắc phục những tồn tại hạn chế. Đối với nội dung trên kỳ họp thứ 21, các sở ngành khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, chuẩn bị đầy đủ các nội dung gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt trước ngày 2 tháng 1 để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thứ 21, dự kiến diễn ra vào ngày 10 đến ngày 15 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các ngành đoàn thể của tỉnh đã đến thăm chúc mừng các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 năm 2020. Đến thăm tặng quà tại Tiểu đoàn tác chiến điện tử 843 thuộc Bộ Quốc phòng, đóng chân tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ toàn đơn vị. Đây là đơn vị mới thành lập. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thăm nhân ngày truyền thống, tặng quà và trao bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh chúc mừng và biểu dương lãnh đạo, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tổ chức cứu hộ cứu nạn, di dời dân khỏi vùng sạt lở núi, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại sau những đợt bão lũ vừa qua. Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã tặng hoa, quà, chúc mừng cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng, khen thưởng động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch và phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai trong năm 2020. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác và lãnh đạo thị xã Điện Bàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đã đến thăm chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 năm 2020. 31 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 năm 2020. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca khẳng định, trong khó khăn gian khổ, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ xung kích đi đầu, giúp dân trong thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã để lại trong lòng nhân dân những ấn tượng và tình cảm sâu đậm, không thể nào quên. Đồng chí Võ Xuân Ca gửi lời thăm hỏi và chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng gia đình, mong rằng lực lượng vũ trang tỉnh mãi xứng đáng với truyền thống quê hương trung dũng, kiên cường. Những thông tin quan trọng khác sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020 và 10 năm chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cùng các cơ quan trung ương, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và các địa phương tham dự. Đến cuối năm 2020, có hơn 365.000 hộ gia đình văn hóa, 1.076 thôn, tổ dân phố văn hóa. Đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, được nâng lên rõ rệt. Phong trào chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020 có 95% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới. Tỷ lệ hộ gia đình có người mắc tệ nạn xã hội giảm mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị các sở ban ngành đoàn thể, các địa phương tiếp tục lồng ghép bám sát vào các chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các chỉ căn cứ vào cái nội dung của phong trào này và cái chiến lược phát triển gia đình Việt Nam để lồng ghép vào thực hiện các cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cũng phải lồng ghép thật tốt cái phong trào này. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các chỉ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh thực hiện cái chương trình, cái kế hoạch để thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam mà trên địa bàn tỉnh. Các cái đề án, các cái chiến lược, các cái
định hướng về công tác gia đình đến năm 2030 theo đúng chủ trương chỉ đạo của Trung ương cũng như phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn của quận Nam của chúng ta. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 23 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020 và 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Hồng Quang cùng đại diện các sở ban ngành có buổi tiếp công dân định kỳ giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất bố trí tái định cư cho người dân. Đối với trường hợp công dân Ngô Thị Kim Trung, trú ở thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, khiếu nại về việc bị thu hồi đất phục vụ dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, song chưa được bố trí tái định cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang khẳng định, tất cả kiến nghị khiếu nại của công dân đều được tiếp nhận giải quyết theo quy định của nhà nước. Đồng thời, giao Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, yêu cầu các ban ngành đôn đốc phía địa phương để giải quyết theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, đại diện của nhóm các công dân đã mua đất tại dự án khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu đô thị Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, có đơn kiến nghị về việc tham gia góp vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ năm 2011 đến nay. Song dự án chậm tiến độ, hạ tầng vẫn chưa đảm bảo, dẫn đến người dân chưa có sổ đỏ. Trong khi đại diện chủ đầu tư là công ty STO thiếu trách nhiệm. Với vụ việc này, Ủy ban Nhân dân sẽ chủ trì với chủ đầu tư và các ngành đôn đốc tháo gỡ các nội dung vướng mắc, đề nghị sở kế hoạch đầu tư hướng dẫn đôn đốc để chủ đầu tư hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục pháp lý, phải theo dõi để chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn chủ trì cùng với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát tiến độ và báo cáo định kỳ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ có giải pháp giải quyết để đảm bảo quyền lợi người dân, doanh nghiệp. Sáng nay tại Nha Trang, các đài phát thanh và truyền hình thuộc cụm thi đua số 5 Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh và lãnh đạo đài phát thanh truyền hình của 7 tỉnh thành trong cụm thi đua, bao gồm Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng. Trong năm qua, các đài phát thanh truyền hình trong cụm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh nói riêng và khu vực nói chung, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các sự kiện chính trị quan trọng. Các đài trong cụm đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Các tác phẩm báo chí được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đài trong cụm đã kịp thời tuyên truyền thông tin chính xác, đầy đủ tình hình dịch bệnh đến nhân dân, không để hoang mang dư luận, giúp bà con nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các đại biểu đã thảo luận đánh giá nhằm tiếp tục đổi mới các chương trình phát thanh truyền hình theo hướng nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức thể hiện tin bài truyền hình trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Đẩy mạnh việc trao đổi phát sóng các phóng sự chuyên đề, khoa giáo, chương trình văn nghệ giữa các đài trong cụm. Tại hội nghị, các thành viên trong cụm thi đua số 5 tiến hành bình xét thi đua khen thưởng và chuyển giao đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số 5 năm 2021 cho đài phát thanh truyền hình Phú Yên. Góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam tổ chức trao tặng một phòng sử dụng máy tính cho trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Tam Kỳ. Phòng máy tính trao tặng có quy mô sử dụng 20 máy, kinh phí mua sắm khoảng 200 triệu đồng, có đầy đủ chức năng dạy và học cùng đường truyền internet ổn định. Phòng máy tính được đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chiều cùng ngày tại Sở Giáo dục tỉnh Quảng Nam, Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tiến hành trao 100 bộ máy tính để bàn cho 10 đơn vị trường học. 10 đơn vị trường học được nhận máy tính đợt này tập trung tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình. Đây là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề của đợt thiên tai, lũ dữ hồi cuối tháng 10 vừa qua. Mỗi trường học được nhận 10 máy tính để bàn cùng các phụ kiện đi kèm để có thể đưa vào giảng dạy cho học sinh. Tổng kinh phí cho đợt tặng máy tính tại 10 trường học là gần 1 tỷ đồng.
Kính chào quý vị, bây giờ là một cải thiện chỉ số PCI tỉnh Quảng Nam thứ ba hàng tuần. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, hoạt động trong điều kiện bình thường mới đã khởi động từ quý 2 đã giúp chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Cùng với các yếu tố hỗ trợ khác, các tổ chức tín dụng cũng tích cực triển khai các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo phân tích của cơ quan chuyên môn, trong điều kiện dịch bệnh trong tầm kiểm soát như hiện nay và các doanh nghiệp có sự hồi phục, xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ tiếp tục cải thiện, thì tăng trưởng tín dụng đầu tư cho nền kinh tế năm nay có thể đạt từ 8 đến 10%. Thực tế, từ quý 3, tín dụng của cả nền kinh tế đã có những dấu hiệu khởi sắc tích cực. Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã phục hồi dần từ tháng 7 với tốc độ tăng trưởng đạt trên 4%, tháng 8 tăng gần 5%. Và tính chung 9 tháng, tín dụng tăng hơn 6% so với cuối năm 2019 và tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2019. Có thể nói cộng đồng doanh nghiệp đang dần tái hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại. Trong đó, sản xuất công nghiệp tháng 10/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương. Năm 2020, Quảng Nam có thêm 1.150 doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường với số vốn đăng ký hơn 8.200 tỷ đồng. Con số này dù chỉ tương ứng với gần 86% số doanh nghiệp đăng ký mới của năm trước và vốn đăng ký cũng chỉ bằng với khoảng 51%, song trong điều kiện khó khăn chưa có tiền lệ như năm 2020, đây vẫn là tín hiệu đáng mừng. Cùng với những doanh nghiệp mới ra đời, thời gian này cũng đã có 109 doanh nghiệp giải thể, giảm 5% so với năm 2019. Số doanh nghiệp bị xử lý cảnh cáo vi phạm thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và số doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động lại tăng, với con số tương ứng là 412 doanh nghiệp vi phạm, 482 doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động, tăng trên 34% so với cùng kỳ. Cùng với việc thu hút đầu tư, công tác rà soát, hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quan tâm, góp phần giải quyết các dự án chậm tiến độ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác thực sự có năng lực triển khai dự án, đặc biệt là sau những tác động của đại dịch COVID-19, số dự án đăng ký thành lập mới sụt giảm, tiến độ xây dựng và hoạt động của nhiều dự án cũng gặp khó khăn. Trong năm 2020, Quảng Nam đã cấp mới 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 33 triệu USD, giảm 46% so với cùng kỳ. Thêm 7 dự án mới này, hiện tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đang ở con số 196 dự án, với tổng vốn đăng ký là 5 tỷ 930 triệu USD. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu ngành công nghiệp, chế tạo, dịch vụ du lịch. Cùng với đó, tỉnh cũng đã cấp mới 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 2.525 tỷ đồng. Đồng thời cũng đã tiến hành điều chỉnh đối với 83 dự án và thu hồi một dự án khác. Đến thời điểm hiện tại, tổng số dự án trong nước còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 600 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 167.700 tỷ đồng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây và tiếp theo là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp.